Xin chào tất cả các bạn, mình là Huyền, nhà mình ở trên Bắc Cạn. Ở trong video ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn về cây cỏ mực, hay còn gọi là cây nhọ nồi. Đây ạ. Cây này thì mọc hoang ở khắp mọi nơi thôi, nhưng mà cái dễ tìm nhất thì các bạn khi mà mà gặt xong ấy, được một thời gian thì ở ruộng mọc rất là nhiều cây này luôn. Nhưng mà khi mà các bạn tìm về làm thuốc ấy, khi mà đang vào vụ trồng cây hoa màu ấy, thì các bạn tốt nhất là đừng ra bờ ruộng lấy, tại vì mùa này họ phun thuốc rất là nhiều thì mình không nên ra lấy về để làm thuốc. Cây này thì rất là dễ nhận biết thôi này, lá của nó hơi sờ rất là ráp tay này, lá sờ ráp tay và hoa của nó này, các bạn nhìn hoa của nó này, đây là hoa của nó, đây cây nó ráp tay và cái lá của nó khi các bạn vò xong này, các bạn cái lá của nó nhé, các bạn mà vò không được một lúc thì nó đen. Đây, một lúc là nó sẽ đen xì ngay. Đấy, rất là dễ nhận biết thôi, cây nhọ nồi này. Nói về tác dụng của cây này thì cây này rất là nhiều tác dụng. Mà cái tác dụng nổi bật nhất của nó chính là cầm máu các bạn nhé. Tác dụng nổi bật nhất của cây này là cầm máu. Nếu như mà các bạn bị vết nào mà chảy máu ít thôi nhé. Nếu mà chảy máu nhiều quá thì mình cần phải băng bó và đi rửa vết thương và sơ cứu và đi bệnh viện. Còn những vết thương mà chảy máu nhỏ ấy, thì mình có thể giã cái này, giã ra rồi đắp vào vết thương, có tác dụng cầm máu rất là tốt. Ngoài tác dụng cầm máu này, nó có rất là nhiều tác dụng. Ngoài tác dụng cầm máu thì nó còn có tác dụng như là làm đen tóc này, rồi hạ chữa chảy máu cam, sốt xuất huyết, chảy máu cam, rồi thì đây, làm đen tóc này. Và cái bây giờ mình sẽ nói cụ thể những cái tác dụng và một số bài thuốc mà liên quan đến cây này. Thứ nhất là mình chữa về bệnh chữa sốt xuất huyết nhé, chữa sốt xuất huyết này, chảy máu cam thì các bạn lấy cây này này, cây nhọ nồi này này, tầm nếu mà dùng tươi ấy, thì mình dùng tầm khoảng 30-40 gram, còn khô thì tầm 15-20 gram các bạn nhé. Thì mình kết hợp với cả cây huyết dụ này, cây huyết dụ lá màu đỏ đỏ ấy, thì về sắc nước uống nhé, sao vàng sắc nước uống các bạn nhé, sao vàng sắc nước uống. Nếu như mà cây này ấy, cây này nó có một cái rất là tốt thế này. Nếu như các bạn nào mà không dùng được kháng sinh, dị ứng với kháng sinh hoặc không uống được thuốc ấy, thì cây này nó là một cái cây, nó là một cái vị thuốc rất là tốt để các bạn hạ sốt. Các bạn giã ra rồi vắt lấy nước uống, còn bã thì mình đắp nhé, bã thì mình đắp. Đối với trẻ nhỏ ấy thì cũng có thể dùng được, nhưng mà đối với trẻ con thì mình chỉ nên đắp thôi. Nếu mà vắt lấy nước thì sợ không vô trùng ấy, sợ không đảm bảo vệ sinh thì có thể trẻ có thể bị tiêu chảy. Thì nên hoặc là các bạn nếu mà như trẻ con thì các bạn một là giã lấy bã đắp này, hoặc là các bạn có thể đun nước đun sôi cho trẻ con uống, đun sôi cho uống thì lúc đấy nó sẽ đảm bảo là vệ sinh hơn. Cái bài thuốc mà các bạn, đối với một số bạn nữ ấy, mà các bạn mà bị rong kinh kéo dài, bị rong kinh hoặc là bị rong kinh, nhưng mà bệnh rong kinh ấy, thì các bạn lấy cái cây này này, cây này kết hợp với cả cây huyết, cây hương phụ, hay là cây cỏ gấu ấy ạ, kết hợp với cây cỏ gấu này, rồi cây ích mẫu này, là mình đun nước uống. Mình đun nước uống, mình xác về mình đun nước uống hàng ngày các bạn nhé. Đây, mình nên uống một thang, uống được tầm khoảng, mình có thể uống được tầm khoảng 2 đến 3 tuần hoặc là 1 tháng thì tình hình nó sẽ cải thiện rất là tốt. Đây, còn nói chung là cây này thì thu hái được quanh năm và bộ phận dùng của nó thì dùng cả rễ, thân, lá dùng được hết các bạn nhé. Thì chỗ các bạn nào mà có nhiều thì mình có thể dùng tươi được, nhưng mà chỗ các bạn nào mà có ít thì mình có thể hái về rồi phơi khô và để dùng dần. Đây, về tác dụng của nó thì cũng rất là tốt thôi, rất là nhiều tác dụng. Đây. Nhưng mà những bạn nào mà đang bị, mình mà đi ngoài hay cái gì thì không nên dùng cái này các bạn nhé, không nên dùng. Cây này thì nó cũng rất là nhiều tác dụng thôi, nhưng mà nếu mà bị đi ngoài mà dùng cây này thì có thể là nó sẽ gây cho mình bị bệnh nó nặng hơn. Đây là cây nhọ nồi. Đây này, rất là dễ nhận biết thôi. Rất là nhiều tác dụng các bạn nhé. Mình nghĩ là các bạn, nếu như các bạn mà có một khu vườn nho nhỏ thì các bạn có thể để mình
trồng, mình trồng ở một góc vườn để khi mà cần thuốc thì mình có thể lấy ngay, mình có thể có ngay được. Đây, ở chỗ mình thì có rất là nhiều. Mình kết thúc video ở đây. Nếu mà nói về những cái đông y thì nó có còn rất là nhiều, rất nhiều tác dụng nữa, nhưng mà mình chỉ nói một số tác dụng cơ bản của cây. Mình kết thúc video của mình ở đây. Các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn các bạn nhiều.